Xin kính chào ông bà cô chú anh chị các bạn đã trở lại video của em ha. Hiện tại bây giờ thì ở đây có một đám tang chuẩn bị đem đi chôn rồi mọi người. Thì cũng như phong tục hàng ngày khi mà qua duyên vào đây ăn táng thì có hai nghi thức. Vào quả táng thì sẽ không thắp hương đình trình, còn chôn thì sẽ qua cầu thắng xe lại và thắp hương đình trình giống như nhập hậu khẩu rồi mọi người. Bây giờ thì mọi người thấy xe đang đậu ngay hàng thẳng lối để mà xe áo quan vào xin đình thần ha, gọi là đình trình. Chào mọi người. Đám tang là lớn nha mọi người. Đúng rồi. Là hình như là có chơi áo trắng đón đỏ, như là chơi đỏ, cái áo khoác đỏ ngoài, áo khoác đỏ ngoài hả? Như là chơi như là kiểu nóng mà có cái nóng triều đình á, nóng đỏ đó ha, như là một đám lính đưa cụ về nơi an nghỉ. Không, hình như là đậu tiền áo đen, rồi mấy kia là mấy chơi dù, lính chơi dù. Mà mấy người chơi dù đó không? Chơi dù là nón đỏ lính triều đình, còn mấy anh mà kiên quan tài á là áo đen. Đúng rồi. Kiên Long Bào. Kiên cổ quan tài. Rồi bây giờ là đang chuẩn bị là đoàn đã làm lễ trình xong, bây giờ chuẩn bị di chuyển. Bây giờ mời cô chú chị các bạn theo anh em mình. Đây là nguyên cái đoàn xe nè. Xe này là của người nhà ha. Đúng rồi, người nhà không nè. Dòng họ đến để đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Rồi di chuyển anh em ơi. Rồi xe đang di chuyển. Rồi để cho xe quẹo qua đây đi rồi mình hết đi. Đó, xe di chuyển rồi nè. Không biết gần chôn khu B hay là khu Y hay là khu F đây. Thì để anh em mình sẽ di chuyển tới đó mình sẽ biết ha, đúng không? Đúng rồi. Bây giờ theo mình dự đoán thôi. Đó, bây giờ đoàn là đang di chuyển vô cô chú. Hello. Giờ đoàn xe đang di chuyển vào nơi ăn táng rồi mọi người. Thì sáng hôm nay là cái một ngày là rất là nhiều đám tang. Hiện tại bây giờ có những đám tang đang di chuyển lên. Thì em sẽ cập nhật tiếp cho mọi người những đám tang, cũng như là những đám tang mà nếu như có quả táng thôi nè, đó là không thắp hương đình trình. Đó, quay cho mọi người xem ha mọi người. Mọi người xem thì cho em xin một like, một đăng ký. Đó, hiện tại thì quẹo qua hướng này chắc nghi là cũng khu y quá ta. Y quá. Rồi đây nó quẹo đâu. Y ơi. Y hoặc khu B hoặc khu K. Không có K. Quá có lão khu F. Vâng, bây giờ thì đã tới nơi ăn nghỉ rồi mọi người ha. Đây. Góc này nha mọi người. Rồi ha. Mặc đồ vest đen. Đen đẹp trai ha. Lính thì đội nó giống như nó lá.
thời xưa. Hộp gói à. Hộp gói nhức sao quá nha. Hộp gói nhức sao nha mấy anh em. Hộp gói nhức sao. Đúng rồi, vô trong đây là hộp tốt không ạ. Chuẩn bị đưa quan xuống nha mọi người. Bà nghe nói là nếu mà gia đình vô đây mà không có mía đâu, ra ngoài cổng cũng cho mía luôn. À, đúng rồi, ngoài cổng có viên á, đúng rồi, có cho mía luôn. Mẹ đem gà lên. Bị một mớ mía nè. Mía đầy mãi á. Mía mãi. Trồng mía được. Đúng rồi. Thôi đi qua góc bên kia đi. Góc bên kia đi. Lấy ơi, cầm vô con lấy ơi. Tối. Lấy mọi người ha. Còn đánh sắm sắm đang đi quanh kia quay rồi. Thank you.
À, bây giờ thì chuẩn bị hạ nguyệt cho mọi người ha. Sau dạ. Khi mà hồi kinh cuối cùng tứ bái làm lễ xong xuôi rồi bắt đầu là đang chuẩn bị hạ nguyệt. Mọi người thấy không? Hòm cấu nhất sao, nhất sao đại cấu nhất sao hòm nhất coi nhất nhất sao thôi chứ không có đại cấu nhất sao đại cấu là cái nắp nó bự hơn nó không cao hơn là giống như của ông Linh á bự vậy đó bánh chấm cao cao thì cao lên luôn thân hòm cũng cao luôn đại cấu là không có hoa văn nhiều chỉ trơn lùi hả cái nắp chỉ có vài cái bông hoa thôi cái này chắc rủ quý ha. Quý mà cấu là phải quý chứ. Đúng rồi, cấu chứ phải cũng quý. Thôi mình qua đây đi, qua đây đi. Đây. Úp bên nè. Rồi chĩa vô đây luôn. Thank you.
Và rồi thì chắc có lẽ em cũng xin kết thúc video tại đây ha mọi người ha. Mọi người xem mà cho em xin một like, một đăng ký. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều.